Nhân viên trung tâm pháp y bị tố chặn xe chở thi thể về quê, yêu cầu dùng xe dịch vụ. Đề nghị truy tố Diệp Dũng và 8 đồng phạm gây thiệt hại cho Sài Gòn Cô Úc 115,7 tỷ đồng. Hơn 200 hộ dân kêu cứu trước ngày xét xử đại gia điếu cầy Lê Thanh Thản. Nghi vấn trưởng công an xã ở Thái Bình say rượu tự gây tai nạn. Mưa lớn ở Bắc Bộ sắp kết thúc, một số sông có khả năng xuất hiện lũ. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Lao Động. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật trong những giờ qua. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Thưa quý vị, mới đây sự việc một người dân tố nhân viên trung tâm pháp y thành phố Đà Nẵng tự ý thu tiền không đúng quy định, ngăn xe cứu thương đưa thi thể người thân về quê an táng khiến dư luận xôn xao. Liên quan đến vụ việc trên, ông Mai Xuân Ngọc, giám đốc trung tâm pháp y Đà Nẵng cho biết sẽ họp và làm rõ thông tin này. Theo đó, anh Trần Hoàng Hát, quê Hải Dương phản ánh, người nhà anh là chị BTH gặp tai nạn xe tải, tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Đà Nẵng vào sáng mùng 7 tháng 8. Ngay sau khi nhận hung tin, gia đình anh Hát lập tức thu xếp vào Đà Nẵng. Đến 20 giờ cùng ngày, gia đình có mặt tại trung tâm pháp y thành phố Đà Nẵng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn để nhận bàn giao thi thể. Theo anh Hát, lúc này gia đình được ông Lê Viết Dũng, y công tại trung tâm, yêu cầu chuyển 14 triệu đồng vào số tài khoản mang tên Lê Viết Dũng rồi mới được vào trong gặp nạn nhân. Số tiền này ông Dũng cho rằng đó là chi phí để khám nghiệm, mai thẩm mỹ và tiêm thuốc cho tử thi. Tuy nhiên sau khi chuyển tiền xong, gia đình thuê xe cấp cứu để đưa thi thể về quê thì bị ông Dũng ngăn lại. Người này yêu cầu phải dùng xe cấp cứu do trung tâm đã gọi từ trước. Quá bức xúc, gia đình gọi báo công an thì tình hình mới được giải quyết để có thể đưa thi thể nạn nhân về quê. Liên quan đến vụ việc, ông Lê Viết Dũng cho hay, Khoản tiền 14 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân đó là dịch vụ riêng, gồm may tái tạo, vệ sinh, quần áo cho thi thể nạn nhân. Ông Dũng nói, trung tâm không có chức năng này, nhưng vì người nhà liên hệ, nhờ làm để thẩm mỹ cho nạn nhân nên anh em mới làm. Về vấn đề không cho xe của người nhà nhận thi thể, ông Dũng cho rằng mình chỉ gọi dùm. Ông Dũng phân trần rằng, có một người bảo là gọi dùm xe chờ tử thi nên tôi tra số trên mạng rồi gọi. Tôi không cho xe và nhận thi thể là vì không biết xe nào của ai. Với lại bên trong các thầy đang cúng nên không ai vào được. Ông Mai Xuân Ngọc xác nhận, ông Lê Viết Dũng cùng các bác sĩ giám định viên có trong kiếp trực đêm mùng 7 tháng 8. Theo giám đốc trung tâm, ông Dũng không phải là bác sĩ, chỉ là y công chuyên giúp việc cho các bác sĩ, giám định viên khi giám định tử thi. Người này cũng khẳng định, số tiền 14 triệu đồng người nhà nạn nhân chuyển cho ông Dũng không có trong nhiệm vụ, công tác được phân công của trung tâm. Đồng thời, trung tâm không có quyền, nghĩa vụ chỉ định xe cứu thương. Ông Ngọc nói, chúng tôi sẽ họp và đánh giá lại vụ việc. Quan điểm là nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm, phê bình, rút kinh nghiệm. Vụ việc dẫu có vụ lợi cá nhân hay không cũng đã gây bức xúc cho người nhà nạn nhân, nhất là trong thời điểm người thân vừa mới gặp nạn qua đời. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video sau. Mới đây, cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần thứ ba chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Cô ốp và hai đồng phạm về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Sáu bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo nội dung vụ án, năm 2016, bị can Diệp Dũng đã tự ký công văn thông báo triển khai huy động vốn hai đợt với số tiền 10.000 tỷ đồng nhằm đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Bixi Việt Nam đợt 1 vào tháng 3 năm 2016 Sài Gòn cô Úp nhận được 3.000 tỷ đồng từ các cá nhân công ty góp vốn số tiền từ 6 công ty này dùng góp vốn là vay ngân hàng ngày 19 tháng 8 năm 2016 bị can diệp Dũng không thông qua hội đồng quản trị đã tự ý lấy 1.000 tỷ đồng từ tiền huy động vốn để đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Bixi Việt Nam rồi tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với hai công ty tư nhân với số tiền 1.000 tỷ đồng trên theo hợp đồng hợp tác đầu tư, Sài Gòn Cô được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7% một năm. Sau đó bị can Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7% một năm xuống còn 0% một năm. Các sai phạm của bị can Diệp Dũng và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Sài Gòn Cô gần 115,7 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về thuế hơn 29,7 tỷ đồng. Ngày 5 tháng 6 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung 3 vấn đề liên quan đến giám định chủ sở hữu một số tài khoản ngân hàng, quy trình chuyển tiền và các hồ sơ vay ngân hàng, hồ sơ hợp tác đầu tư của 4 doanh nghiệp. Từ kết quả điều tra bổ sung và một số nội dung khác, cơ quan điều tra cho rằng không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án nên chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị, đang thụ lý 2 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước trong vụ án khác và 8 đồng phạm về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan đến đại án đại gia điều cầy Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng, gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua, các hộ dân mua sống tại nhà CT6C được xác định là bị hại trong vụ việc trên đã bày tỏ nguyện vọng được giải quyết quyền lợi chính đáng. Ngày 10 tháng 8, tòa án nhân dân Hà Nội dự kiến xét xử bị cáo Lê Thanh Thản, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty BMS, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh về tội lừa dối khách hàng, quy định tại điểm D, khoản 2, điều 198 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo cáo trạng, quá trình điều tra, đa số các bị hại đều đề nghị được hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Có 6 bị hại đề nghị trả lại nhà chủ đầu tư trả tiền cho họ, tổng số hơn 7 tỷ đồng. Bị cáo Lê Thanh Thản khai tại cơ quan điều tra rằng do bản thân nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính, các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1 trên 500 của dự án. Ông Thản có đơn đề nghị được khắc phục hậu quả theo 3 phương án, trong đó có việc tự thỏa thuận với người mua tại tòa nhà CT6C để di rời sang dự án khu đô thị Thanh Hà, Sienco 5, hoặc mua lại nhà, trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá rỡ nhà CT6C Kiến Hưng. Tuy nhiên, phương án mua lại nhà hoặc trả lại tiền đến nay công ty BMS không thỏa thuận được với khách hàng. Sau khi không thỏa thuận được với khách hàng, ông Thản đã đề nghị ngân hàng BIDV, chi nhánh Nam Hà Nội, bảo lãnh số tiền ông phải trả lại cho khách hàng và được đồng ý. Cáo trạng cho rằng bị cáo Lê Thanh Thản đã thu lời bất chính hơn 480 tỷ đồng của 488 khách hàng. Hành vi đó của bị cáo đã phạm vào tội lừa dối khách hàng, theo khoản 2 điều 198. Trước phiên xét xử ngày mai mùng 10 tháng 8, hơn 200 hộ dân tại tòa CT6C đã có đơn kêu cứu, đề nghị được giải quyết quyền lợi chính đáng và bày tỏ ba nguyện vọng. Thứ nhất, cơ quan chức năng cấp sổ đỏ cho các căn hộ tại tòa nhà CT6C thuộc dự án CT6 Kiến Hưng để người dân có thể sinh sống ổn định lâu dài. Thứ hai, trong trường hợp các căn hộ không được cấp sổ đỏ, bị cáo Lê Thanh Thản và công ty BMS phải liên đới bồi thường thỏa đáng cho người dân để khắc phục hậu quả do hành vi sai phạm gây ra. Thứ ba, không tách yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại của người dân thành vụ án dân sự riêng mà cần giải quyết triệt để luôn ở vụ án hình sự này. Theo đơn cư dân mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng, vì hoàn toàn tin tưởng vào các thông tin chủ đầu tư đưa ra. Sau khi mua, họ nhiều lần đề nghị công ty BMS hoàn thiện các thủ tục pháp lý để cấp sổ đỏ nhưng đều bị trì hoãn. Họ cũng gửi đơn khiếu nại tới Ủy ban nhân dân quận Hà Đông, Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, Sở xây dựng Hà Nội nhưng không nhận được phản hồi. Khi vụ án lừa dối khách hàng bị khởi tố, cư dân rất lo lắng, hoang mang về quyền lợi của mình nên tiếp tục có đơn thư cầu cứu các cơ quan chức năng. Thưa quý vị, mới đây xuất hiện thông tin một tài xế tự gây tai nạn là trưởng công an xã, nghi có nồng độ cồn khi lái xe xảy ra trên địa bàn xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã này cho biết, xe ô tô do trưởng công an xã Liên Hiệp điều khiển đã va chạm với xe bồn đỗ bên đường. Đồng thời, công an huyện Hưng Hà sẽ kiểm tra làm rõ. Trước đó, khoảng hơn 20 giờ ngày 7 tháng 8, trước cửa công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Thắng thuộc địa phận xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, ô tô được cho là của trưởng công an xã Liên Hiệp đã đâm vào xe bồn đang dừng đỗ bên đường, khiến túi khí trong ô tô còn phát nổ. Rất may lái xe không bị thương. Nhiều người dân đã quay video về vụ tai nạn giao thông này. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Liên Hiệp cũng cho biết thêm, sáng mùng 8 tháng 8, xã có cuộc họp nhưng trưởng công an xã xin vắng mặt với lý do đến cầu nhìn giải quyết công việc. Sau tai nạn giao thông, nhiều người dân có mặt tại hiện trường trông thấy lái xe có dấu hiệu say rượu không tỉnh táo. Về nghi vấn này lãnh đạo xã Liên hiệp chia sẻ, chúng tôi là lãnh đạo địa phương, các cháu đi ăn uống ở đâu thực sự rất khó kiểm soát. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Tiếp tục chương trình là những tin tức xã hội đáng chú ý. Vừa qua trước tình hình mưa lũ sạt lở phức tạp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên đã ký quyết định ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó khắc phục. Cụ thể, các khu vực được ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai gồm công trình Hồ Chứa Nước, Đắc Nờ Tinh, xã Quảng Sơn, huyện Đắc Gờ Long, công trình đường Hồ Chí Minh tại đoàn qua đường Nghĩa Thành, thành phố Giang Nghĩa, khu vực sạt trượt Bon Bu Crac, Bon Pu Prang, 1A, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, đập Đắc Nờ Tinh xuất hiện cung trượt lớn kéo dài khoảng 400m từ hạ lưu tràn tới công thoát nước số 1 đường tránh Ngập, chiều cao cung trượt khoảng 30m. Việc đập đắc nửa tinh mất an toàn đe dọa trực tiếp đến an toàn công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông và tính mạng, tài sản của nhiều hộ dân xung quanh và phía hạ du. Đối với công trình đường Hồ Chí Minh, đoàn qua đường Nghĩa Thành, thành phố Giang Nghĩa, các vết nứt gãy, sạt trượt diễn biến hết sức phức tạp, chiều dài lớn nhất khoảng 40 m, chiều sâu khoảng 4,5 m. Việc đường nứt gây mất ổn định kết cấu hạ tầng giao thông, ảnh hưởng lớn đến hoạt động tham gia giao thông tại khu vực, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của 16 hộ dân ở phường Nghĩa Thành, thành phố Giang Nghĩa. Đối với khu vực sạt trượt Bon Bu và Bon Bu 1A xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, vết nứt xuất hiện với chiều dài khoảng 200 m Đến nay, diễn biến các vết nứt gãy hết sức phức tạp, tổng chiều dài các vết nứt khoảng 540 m Các đường nứt trên địa bàn Bon Bu đã kéo dài đến Bon Bu 1A, cách chân đập thủy lợi đắc ké khoảng 300 m Hiện tượng trên đã gây mất ổn định kết cấu hạ tầng giao thông, nhà cửa, ảnh hưởng lớn đến hoạt động tham gia giao thông tại khu vực, an toàn tính mạng và tài sản các hộ dân xung quanh. Ngoài ra, sự việc còn ảnh hưởng đến an toàn công trình hạ tầng giao thông, công trình thủy lợi đắc ké và tính mạng, tài sản của nhiều hộ dân xung quanh. Sau sự cố sạt lở khiến hàng loạt xe ô tô chìm trong bùn đất xảy ra tại Sóc Sơn vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn cho biết, huyện đã huy động khoảng 100 người nỗ lực khắc phục sau sự cố sạt lở khiến nhiều ô tô chìm trong bùn đất. Theo đó, huyện đã triển khai nạo vét toàn bộ tuyến rãnh đường phòng cháy thuộc phạm vi lưu vực hứng nước và vị trí sung yếu, trải bạt, phá rỡ đường bê tông, đồng thời tạo các bậc tiêu năng bậc thang nhằm giảm tốc độ dòng chảy, phòng ngừa đất đá trôi, trượt, đảm bảo an toàn khi có mưa lớn. Cũng theo vị lãnh đạo, huyện đã tiến hành phủ trên 1.000m2 bạt, 5 dọ đá, ghim thép, dụng cụ khác để xử lý theo phương án chống sạt trượt, lở đất đồi. Đến 18 giờ ngày 6 tháng 8, lực lượng chức năng đã khơi thông, nạo vét toàn bộ tuyến rãnh đường phòng cháy số 2, khoảnh 2 xã Minh Phú, thuộc phạm vi lưu vực hứng nước và vị trí sung yếu, phá rỡ đường bê tông, tạo 6 bậc tiêu năng, phân lưu, giảm tốc độ dòng chảy, phòng ngừa đất đá trôi, trượt, đảm bảo an toàn. Mặc dù tuyến đường cơ bản được dọn đất đá, tuy nhiên xã Minh Phú vẫn cho lắp đặt barrier, cử người ứng trực cảnh báo, hướng dẫn phương tiện giao thông hạn chế đi lại qua khu vực vừa bị sự cố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn nhấn mạnh, để tránh sự việc tương tự xảy ra trên địa bàn, huyện đã chỉ đạo 11 xã, thị trấn có rừng ra soát điểm có nguy cơ sạt lở đất đá để xây dựng phương án xử lý khi có sự cố đột xuất bất ngờ. Theo ông Đỗ Minh Tuấn, do trong những ngày qua, lượng mưa trung bình trên địa bàn là 62mm, thấp nhất 36mm, cao nhất 150mm, dẫn tới một số xã có rừng xảy ra hiện tượng sói lở đất, gây ngập úng cục bộ trên địa bàn. Đặc biệt tuyến đường cứu hỏa ở phía trên sự cố thuộc đội 5, xóm Ban Tiện có độ dốc lớn, bề mặt nhẵn đã tạo thế năng dòng chảy lớn, cuốn theo bùn đất, đá xuống chân dốc. Khi gặp vật cản là ô tô đỗ hai bên đường, gây úng ngập cục bộ tại vị trí chân dốc. Tuyến đường bê tông không có rãnh thu gom thoát nước, làm gia tăng úng ngập và chảy tràn trên mặt đường hướng sang bên trái tuyến, rồi đổ về hồ đội 5, xóm Ban Tiện. Mưa to dẫn đến một số công ngang và rãnh thoát nước phía ta luy dương bị đất đá, cành cây bồi lấp, kết hợp mặt đường bị đất đá bồi lấp ngăn chặn dẫn đến dòng nước chảy tràn qua đường, hướng dòng chảy tập trung vào đúng vị trí sung yếu bên ta luy âm, gây sự cố, sói, lở đất, ngập úng cục bộ nguy hiểm. Thưa quý vị, tình trạng xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng vẫn đang là vấn nạn tại nhiều địa phương. Theo Thiếu tá Nguyễn Quang Thành, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11, phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội, Tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023, đã xử phạt 3.207 trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Trong đó có 248 trường hợp ô tô chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang ở km số 19 đường gom đại lộ Thăng Long thuộc địa phận xã Ngọc Mỹ, huyện Phúc Oai, thành phố Hà Nội. Hiện tại, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số 11, công an thành phố Hà Nội đang ra quân xử lý những xe có hiện tượng cơi nới thành thùng và chở quá tải trọng. Sau 30 phút tuần tra, tổ công tác đã phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 29H74876 chở vật liệu xây dựng lưu thông trên đường có dấu hiệu vi phạm. Ngay lập tức, đội cảnh sát giao thông số 11 đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. 690 cân như vậy là đã quá mất 12 phần trăm xuất trình đầy đủ tờ thì mấy anh xuống kia để làm việc mình sẽ đọc biên bản thì do là máy múc lúc hơi cao ở à, đầy một tí so với quy định của nó. công nhận là xe em chở quá tải mất một ít do so, máy múc mà xúc không dầm thủ Thế nên lần sau là đi vào mùa thì bảo máy xúc xúc là bằng thành thôi là đi để xử lý triệt để tình trạng ô tô quá khổ, quá tải, cơi nối thành thùng vận chuyển vật liệu xây dựng và các công trình nội đô và các vùng ven đô thành phố Hà Nội, thiếu tá Nguyễn Quang Thành, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11, phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết, tổ đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch số 299 KHBCA C08, chủ động tổ chức khảo sát, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ngoài các dừng uh, tại các vị trí điểm mà thường xuyên có các phương tiện mà chở các vật liệu xây dựng cũng như là các bến bãi tập kết à, à, vật liệu xây dựng cũng như là đất à, xây đất san nền để chúng tôi à, xử lý nhưng một mặt chúng tôi tăng cường công tác à, tuần lưu lượng để à, tránh à, những cái các tình trạng mà các nhà xe cũng nãi xe để trốn tránh các vị trí quy định để chúng tôi Cương quyết xử lý rất điểm cái tình trạng xe quá khổ, quá tải, à, cơi nới kích thước thành thùng xe. Theo số liệu thống kê của đội cảnh sát giao thông số 11, công an thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 3.207 trường hợp, trong đó có 248 trường hợp ô tô chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, phạt tiền 918 triệu đồng. Kết thúc chương trình là những tin tức về tình hình thời tiết. Theo các chuyên gia khí tượng, sau thời gian dài mưa lớn liên tục, nhiều địa phương ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ đang tiềm ẩn nguy cơ cao như lũ quét và sạt lở đất. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa rông kèm mưa lớn cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10 đến ngày 11 tháng 8. Thông tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trong chiều tối và đêm nay, mùng 8 tháng 8, Tây Bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rồng, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa rồng kèm theo mưa lớn cục bộ ở vùng núi bắc bộ có khả năng kéo dài đến khoảng 10 và 11 tháng 8. Theo dự báo hiện tại của chúng tôi thì hiện tượng là mưa vừa mưa to ở khu vực tây bắc, việt bắc sẽ còn tiếp diễn trong đêm nay và dạng sáng ngày mai ngày 9 tháng 8. Từ trưa và chiều ngày 9 tháng 8 thì lượng mưa ở khu vực tây bắc và việt bắc sẽ giảm dần và mưa trong ngày 9 tháng 8 chủ yếu là mưa với cái lượng mưa không lớn sang ngày mùa 10 và ngày 1 tháng 8 thì có khả năng có cái mưa vài nơi và trời có thể hửng nắng ở khu vực uh, Tây Bắc và Việt Bắc. À uh, sau một thời gian dài có mưa liên tục thì uh, nhiều địa phương ở vùng núi phía Bắc đã có cái tổng lượng mưa trong 7 ngày vừa qua uh, phổ biến lên đến uh, 100 đến 150 mm. Cho nên là số diện uh, và số xã ở các cái tỉnh vùng núi phía Bắc có nguy cơ về sạt lở uh, tăng cao, cụ thể như là ở Sơn La thì có khoảng 175 xã thuộc 11 huyện uh, với trên 900 điểm có nguy cơ sạt lở. Lai Châu thì có khoảng trên 500 điểm có nguy cơ sạt lở. Yên Bái thì vừa có 75 xã thuộc 9 huyện và Bắc Cạn thì có 100 xã thuộc ở 8 huyện với trên 300 điểm có nguy cơ sạt lở. Ngoài ra từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 tháng 8 trên một số sông tại khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ lên mức báo động 1. đồng thời mực nước tại các hồ thủy điện cũng tăng cao do lưu lượng nước về hồ lớn. À từ ngày mùng 8 đến mùng 10 tháng 8 thì trên sông Khao tại Yên Bái và Phú Thọ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với cái đỉnh lũ có thể đạt báo độ 1 dòng chảy đến các cái hồ chứa như Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình và Bản Chát thì đang tăng chậm và duy trì ổn định trong khoảng 1-2 ngày tới sau đó thì sẽ giảm dần và trong khoảng 4-5 ngày tới thì lượng nước đến các hồ mực nước trong các hồ sẽ tăng khoảng từ 1 cho đến 3 mét do lưu lượng nước hồ đến hồ hiện nay vẫn còn đang khá là lớn các chuyên gia lưu ý sau đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ về sạt lở, lũ quét vẫn luôn thường trực. Vì vậy, người dân các địa phương tại nơi có nguy cơ cần chủ động đề phòng, sẵn sàng di rời khỏi khu vực nguy hiểm để bảo vệ tài sản và tính mạng. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh youtube Báo Lao Động để cập nhật những tin tức mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!